Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh hàng Nhật Bãi Tới Dương. Trong video clip ngày hôm nay thì là cửa hàng em lại lên cho các bác những dòng phẩm mà các bác quan tâm, cũng như là mẫu quạt nhiệt nội địa và cũng là những dòng phẩm mà vừa mới cập bến tại cửa hàng. Đấy thì các bác có nhu cầu về những chiếc quạt lửng có sải cánh 30 thì các bác chủ động nhấc máy liên hệ với em nhé. Thì hôm nay về với cửa hàng thì hôm nay là có một chiếc la chậm tắt. La chậm tắt thì em sẽ về thường xuyên cho các bác, vì là toàn những chiếc đẹp thì cứ tầm đẹp đến đâu thì tiền đến đấy các bác nhé. Đây là một chiếc chậm tắt đẹp xuất sắc. Chiếc này thì lồng mạ của nó là xuất sắc luôn. Lồng mạ xuất sắc. Cứ lồng mạ đẹp và lồng mạ trung bình hoặc lồng mạ gọi là xấu xấu thì giá tiền nó sẽ lệch nhau rất là nhiều các bác nhá. Đấy, những chiếc quạt cũng rất nhiều bác cũng không lạ gì cả. Đấy, nó khác nhau ở cái gì, giống nhau cái ưu điểm gì. Mà một chiếc mít cánh đục gang sắt. Và hôm nay có một chiếc la đời cùng với đời la bộ đội. Cùng đời nhé, cùng đời. Đấy, và đẳng cấp hơn. Thì chiếc này thì vẫn còn nguyên thùng. Tất nhiên là thùng thì không được xuất sắc lắm, còn thùng thì vẫn còn nguyên thùng xốp nhé các bác nhé. Đấy, họ vẫn giữ được nguyên thùng xốp. Đấy, xuất sắc luôn. Để tí em sẽ cho các bác xem. Chiếc đầu tiên là một chiếc la chậm tắt. Thì các bác yêu thích những chiếc cao cấp và hình thức đẹp, độ sắc nét. Chiếc này thì led như soli luôn, lồng mạ là còn mới khét luôn, cái lồng mạ này này, đấy. Lồng mạ này là mới khét luôn các bác nhá, logo mới cứng cựa này, logo mới cứng luôn, logo hệ mặt trời mới cứng cựa, chiếc này nó là xuất sắc còn các bác nhá, xuất sắc luôn, đấy, nói chung là mới là nó khác, cánh mới cứng luôn. Cánh của nó vẫn còn mới cứng luôn nhé. Cánh sâu rút, ốc nhôm mới khét luôn. Logo của nó thì có thể là mới nỗi cảm giác các bác sờ đứt tay luôn. Những chiếc như thế này thì quá là xuất sắc rồi, quá là xuất sắc. Hai nữa là cái phần ốp áp này, mạ lốc của sáng choang, lốc sáng choang luôn. Thân thủ chiếc này thì đúng là quá đẳng cấp. Vân gỗ sồi. Dòng này thì cũng là dòng gió kép nhé các bác nhé. Đấy, các bác hình dung là dòng gió kép thì là nó rất là ok luôn. Phím to này, gió kép này. Đấy, và sức gió ảnh hưởng rất lớn, có cả số ngủ luôn. Đồng hồ hệ mặt trời, đồng hồ đôi hệ mặt trời. Và cái nhất là cái phần này này, lốc này là sáng choang luôn này. Sáng choang luôn, không có một vết xước nào luôn. Nếu là cái phần lốc này. Và nhất là cái mặt vân gỗ này rất là đẹp luôn. Nó dạng giải như hai đường băng. Mặt vân gỗ, phần ốp bầu trắng tinh luôn. Đấy, có chiếc thì bầu nó hồng, có chiếc thì được màu trắng tinh như này là còn rất ít này, cổ trắng này, đấy, thân trắng. Còn hồng chỉ có thân thôi, mỗi thân cột này rồi. Đấy. Còn đâu là tất cả của nó là nó phản ở cái mặt vân gỗ này lên này các bác này. Đấy, phản là mặt vân gỗ lên phản đây, nên là tất cả nhá, bầu trắng tinh này, cổ trắng này. Đấy, thân đẹp. Hai nữa là cái đời này thì nó là đời VIP, nói chung là cũng là một trong những chiếc quạt thương hiệu là Lationa. Nhưng mà nếu nói để mà nói mà đẹp mà trong cái hình thức đẹp, dáng đẹp, cũng như là cái chất của quạt, cũng như là cái gọi là cái hình thức, thì nó là một trong những mẫu quạt không kém gì dòng La Vương Miện các bác nhá. Không kém gì La Vương Miện. Gió của cái dòng này nó cực chất, vì là nó sức ảnh hưởng của gió nó đẩy rất là xa luôn. Thì cũng rất nhiều bác yêu thích rồi, các bác cũng sẽ chọn được những chiếc là nó phải đều. Thứ nhất là từ chân thân, rồi lồng cánh, tất cả các thứ là nó phải đều, sáng sủa, đều đẹp như chiếc này. Thì nó là một trong những chiếc
gọi là đạt tiêu chuẩn. Đấy, còn mới tinh thì em không nói là mới tinh, nhưng cũng không có bất kể làm bất kể một cái gì nhá các bác nhá, gọi là chỉ có nguyên zin nguyên bản của nó luôn. Đấy, còn bác nào mà nói là như thế này mà còn nói là nó không như thế loại không cái kia thì đây các bác nhìn, không ai làm bất kể cái gì luôn. Thời gian thì nó có thể là một những cái bài, một cái điểm gọi là sấp xước nhẹ nhẹ không thể tránh được. Đấy, còn độ đẹp của nó thì không thể giấu đi đâu được các bác nhé. Độ đẹp của nó thì không thể giấu đi đâu được, các bác có thể nhìn thấy luôn là hình thức. Và chiếc này thì là cái đẹp luôn cả từ cái phích cắm đây, em vừa test các bác nhìn nhé, phích cắm của nó là vẫn trắng tinh luôn, dây dợ trắng tinh luôn nhé, dợ trắng tinh luôn. Thì chiếc này thì em sẽ test luôn cho các bác xem luôn nhé. Đấy, chiếc này thì là nó cái số 1 của nó là số ngủ, gió cực kỳ là êm luôn. Đấy, gió cực kỳ là êm luôn nhé các bác nhé, nó cực kỳ là êm luôn. Cái dòng này thì nó thực sự luôn là các bác, là nó đẹp thì không thể nói tiền, giá tiền nó không giống nhau đâu các bác, quan trọng là người thích thôi, còn đâu là nó cứ đẹp cứ mới là tiền của nó rất là cao luôn. Đấy, êm. Chiếc này thì thực sự luôn là nếu nói để mà dòng la dòng tắt thì cũng không, hoặc là la vương miện thì cũng chưa có chiếc nào mà có đạt được cái chỉ tiêu mà cái độ êm như chiếc này. Và chiếc này thì tất cả các chức năng, các số là nó hoạt động bình thường nhé các bác nhé. Đấy, cho các bác xem luôn để các bác cũng không phải bao giờ phải ý kiến là có chạy hay không. Đấy, rất là ok nhé. Thì em vẫn nói là đây nó là số kép. Nó là số kép là gì? Số kép là nó có sức ảnh hưởng của gió lớn gấp rất nhiều lần so với những chiếc quạt cánh 30 thông thường. Chiếc này nếu mà để mà sử dụng số kép này thì nó phải tương đương với một chiếc có sải cánh là 35 các bác nhé. Đấy, tương đương với một chiếc có sải cánh là 35. Gió cực chất, cực mạnh luôn. Bác nào bảo là không có gió thì với cái mẫu quạt này ấy, thì nó là quá là ok, quá là đỉnh luôn về gió rồi nhá. Đấy, đỉnh lắm. Đấy, các bác nhá, rất nhẹ lẩy tranh tách luôn. Đây là cáp quay nhẹ và lẩy tranh tách luôn. Đấy, các bác rất sướng luôn. Riêng cái dòng này thì không phải chê nó được, còn nhất là gia đình các bác ấy có trẻ nhỏ hoặc là các bác lớn tuổi rồi thì cũng muốn sưu tầm cho mình một chiếc là nó ra chiếc. Tất nhiên là tiền thì nó sẽ khác nhau các bác nhé, có những chiếc có thể lệch nhau cả tiền triệu hoặc là hơn triệu, 2 triệu. Đó là lệch nhau là vì sao? Vì nó khác nhau về cái độ đẹp và cái độ mới khác nhau, là tiền nó khác nhau, chứ không phải là cứ bảo là sao tôi hôm nọ có một chiếc nó tương đây tiền mà sau này có một chiếc nó lệch nhau nhiều tiền thế. Thì các bác cũng là cái người mà chơi quạt ấy thì các bác sẽ hiểu ngay là nó sẽ khác nhau ở cái gì và giống nhau cái gì. Đấy, ví dụ lồng đẹp là tiền nó sẽ cao. Đấy, lồng xấu là tiền nó sẽ thấp. Thế mà trong cái đó là mà thân thủ cũng chỉ kém nhau một chút thôi, hay màu sắc cũng kém nhau một chút thôi là tiền nó đã khác nhau rồi. Thế nên là không bao giờ các bác đánh giá được là một cái nào mà nó lại bảo là sao lại bán đắt hay bán rẻ. Thì cái đấy là các bác phải thực tế nhất là các bác cầm lên, cầm hai cái ra để bác so sánh thì các bác phân biệt được. Đấy, và cũng luôn là cả luôn về chất lượng luôn, để cho các bác hiểu sâu về cái vấn đề đó các bác nhá. Đấy, cũng tí này em sẽ nói là luôn một chiếc của em trong cái thùng xốp này với một chiếc ngoài đời thường nó sẽ lệch nhau ở cái gì thì sẽ biết ngay, cũng như là chiếc quạt này đang lên này. Vì sao chiếc này có giá tương này, cũng như chiếc này có giá tương đây, thì các bác sẽ phân biệt và trải nghiệm nhá. Đấy, còn các bác lớn tuổi hay là trẻ nhỏ thì rất an toàn này các bác nhé. Các bác khi chạm tay vào này là nó tự ngắt, nó gọi là la chạm sờ tắt, an toàn tuyệt đối luôn cho những gia đình mà có trẻ nhỏ hoặc là các bác lớn tuổi nhé. Đấy, an toàn tuyệt đối luôn, đây em nói luôn là an toàn tuyệt đối luôn nhé. Đấy, khi chỉ cần các bác chạm vào cái là tự nó tắt, hoặc là đêm các bác hoặc là không may đánh đổ xuống nó chỉ chạm đất là nó cũng tự ngắt, nên là rất an toàn, khi không bao giờ sợ là bể vỡ này, vỡ cánh này, rồi là làm ảnh hưởng đến các cháu hoặc đấy,
rất là ok luôn. Chiếc này gió là gần như đẳng cấp, nếu nói để mà không có đối thủ về chất gió như chiếc này, không có chiếc nào mà có chất gió như chiếc này đâu nhá các bác nhá. Êm tuyệt đối luôn, từ động cơ phát ra gió cực chất luôn. Đấy là những chiếc mà nó chất lượng về cả gió và cả phần phát từ trong động cơ ra, và độ đẹp của nó nữa, nên là cái giá tiền nó sẽ khác hoàn toàn so với những chiếc thông thường khác. Đấy. Chiếc này là mã số của nó là 175 và có giá là 6.200.000 đồng. Bác nào mà thực sự quan tâm thì alo cho em nhé. Quá xuất sắc luôn. Để trưng bày thì các bác miễn phải bàn cái chiếc này đi. Đấy, tiền nào thì của đấy thôi. Nó đẹp thì nó khác biệt luôn. Và tiếp theo thì với những bác yêu thích cái dòng gang sắt, đây là gang sắt toàn bộ luôn nhé, đây là dòng mít gang sắt toàn bộ luôn nhé, bầu dài đấy, vừa chơi vừa sưu tầm, cánh nhựa đục. Đời này thì nó ra gần như là đời đầu của cái dòng lồng lơm. Dòng lồng lơm này thì thực nói luôn là các bác là cái phần mạ của thằng lồng lơm này là nó cũng không được xuất sắc, nếu nói để mà cái mạ của thằng lồng lơm này. Đấy. Cái lồng lơm này thì nó là như thế các bạn. Đời này nó là đời mít cỏ. Logo thì lét như là soli luôn. Logo thì đúng là mới khét lẹt luôn. Cái logo này. Logo mà Mitsu này. Mới khét luôn các bạn nhá. Mới khét luôn. Lồng thì là cái chất mạ, thì chất độ sáng của lồng, của cái mạ này thì nó rất là sáng, nhưng mà cái lồng thì nó không được xuất sắc, nhưng mà nó cũng là một sự gọi là quá ok, tức là nó không thể xuất sắc như là một chiếc mới được. Nên là đây các bác nhìn quay rất là chi tiết rồi các bác nhé, nhưng mà nó không có một cái vết han, tức là nó lại được cái là nó không bị rôm han. Nó rôm nhưng nó lại không phải rôm han, mà rôm nó vẫn sáng, cọ vẫn sáng bình thường, dạng như lốc, kiểu như dạng như vậy. Và hai nữa là chiếc này ấy, là nó lại đặc biệt là với những người yêu thích về nghệ thuật, hoặc là những người mà yêu thích về cái đẹp, thì đây nó là một trong những chiếc quạt mà có cái sải cánh 30 mà đẹp như ngọc như ngà luôn. Các bác hình dung là nó là cái giọng dạng ngọc, gọi là nhựa đục ngọc các bác nhé. Đấy, các bác chơi quạt thì các bác biết rồi, nhựa đục, nó là như đục ngọc, đẹp như ngọc như ngà luôn các bác ạ, sợ luôn độ đẹp nó luôn. Đấy, những ai yêu thích cái đẹp thì chỉ cần nhìn cái bộ cánh này là đã mê hồn rồi các bác nhé. Bộ cánh này là nó thực sự luôn là mê luôn, không bao giờ kiếm được những chiếc cánh mà nó đẹp như vậy. Đấy, cánh 30 đẹp mê ly luôn, nó đẹp lại sáng chói chang luôn, này chóp của nó. Đấy, quá tuyệt vời luôn nhá. Lồng sau thì lồng si, phần từ cái phần ốp lốc này cũng thế, không có bị rôm gì mà nó vẫn là còn sáng đẹp. Đấy, từ xuống chân thân viền, hộp số. Đấy, phím số thì cái hệ bọc Mica này nó là bền vô lối rồi, cái số nó chìm ở bên trong cái phần bọc VK này. Thì thực ra cái phím này nó là cái đời cổ thì họ sẽ làm thiết kế như này, cũng rất giống với dòng tô nó hay có, nhưng phím này là phím bền nhất. Và bên này thì nó là đồng hồ hẹn giờ, và bên này thì đồng hồ cáp các bác nhé, đồng hồ hẹn giờ, đồng hồ cáp. Cái hình thức đây, nút nhấn này là lên xuống của chiếc quạt này, cao thấp là các bác nhấn vào đây. Đấy, và cũng như là cái mặt là từ cái phần chân thân này, mặt đẹp này. Đấy, thân cột ok nhé các bác nhé, tất cả là độ sáng sủa là rất là đều, chi tiết thì của nó thì không thể chê nó được, nó vẫn cứ rất là đều thôi. Còn một cái vài cái điểm mà sứt nhẹ theo thời gian thì em nói rồi là nó không tránh được đấy nhé, không bao giờ tránh được, theo thời gian thì nó chỉ một vài cái điểm nho nhỏ thì không tránh được đâu. Đấy, tất cả của nó đây, từ hình thức cho đến thân bầu gang sắt, tất cả là led, là không có một cái gì ở trên cái này cả các bác nhé. Led đe luôn. Đấy, rất là chất.
phích cắm này vẫn zin xịn này. Tay quay là thu dây, cái tay quay này là thu dây lại nhé con nhé. Đấy, quay thu dây. Đấy, tay quay thu dây rất là ok luôn các bác nhìn, kể cả phần ốp này vẫn là sáng choang luôn, sờ bát tay luôn. Tất cả của nó thì không thể chê nó điểm gì ở trên con mít này, nói luôn các bác là gang sắt cánh lục ngọc. Cái lồng thì không cũng bình thường thôi, nói chung là nếu mới thì cái lồng mà mới nữa thì con này nó phải có giá tầm khoảng 7 củ các bác nhé, tầm đấy thì các bác mới mua được. Còn nếu mà lồng xuất sắc một chút nữa thì tiền nó còn cao nữa cơ, cao các bác không với được đến luôn ấy. Nhiều bác còn muốn có được như thế là cũng chả được, vì là nó chỉ độ đẹp nó chỉ đến tầm nào thì là vừa thôi. Đấy. Các bác nhìn đấy, quá đỉnh luôn. Nếu nó để còn đẹp nó thì chắc chắn là cái dáng của nó thì cũng không thể chê nó được. Nếu nói về dòng quạt quá tuyệt vời luôn cho các bác nhé. Chiếc này là mã số của nó là 174 và có giá là 5.800.000 đồng. 5.800.000, bác nào quan tâm thì alo cho em. Đang sắt đẹp, gió thì miễn chê. Gió của cái dòng này thì đúng là nó êm đến mức độ là cũng không tưởng tượng được. Phải nói về dòng mít. Và tiếp theo thì đây là cái chiếc quạt vẫn còn nguyên, họ vẫn giữ được nguyên thùng xốp nhá. Đấy, nguyên thùng xốp cánh 30, thương hiệu là Lationa. Đấy, chiếc này thì xốp thì cũng không được mới, không còn mới các bác nhá, không còn mới đâu. Thế nhưng mà nó vẫn còn nguyên xốp như này là quá là ok rồi. Quạt mới là được thôi các bác nhá. Đấy, tất cả là có nó đây. Quan trọng nhất là cái quạt nó còn mới các bạn. Đây. Các bác nhìn cánh nó mới khét luôn. Cánh thì chắc chắn là đây, mới khét luôn. Đây là cánh sâu rút đó nhá, sâu rút. Cho các bác để các bác biết là đây là cánh sâu rút. Sâu rút nó là như thế này. Và nó có cái lút nhựa đây thì khi siết cánh vào nó sẽ đẩy, nó gọi là đấy, nó gọi là cánh sâu rút các bác nhá, óc nhôm. Đấy. Giá trị của những chiếc cánh này là nó rất thông thường. Nếu mà cánh mới thì em không nói, nhưng mà thường thường là cái cánh cũ nhìn là họ đã bán là tầm khoảng 1.500.000, cũng có lúc có lúc không. Đấy là cánh đẹp xịn nhá các bác nhá, không bị lứt nát, không bị bể vỡ gì nhá. Còn cánh dập gió lọ kia các thứ thì em không nói. Đấy, còn những cái dòng mà quạt mà cánh mới như này thì giá tiền của nó thì khác hoàn toàn luôn các bác nhá. Cánh mới cứng như này là tiền nó sẽ khác hoàn toàn luôn. Các bác không mua được và cái giá như thế. Đây là chiếc vẫn còn nguyên xốp nhá các bác nhá. Đây, nguyên xốp. Chiếc này mới xét lẹt luôn. Nguyên thùng xốp luôn. Đây xốp này. Các bác nhìn nhá, chiếc mới khét lẹt luôn. Mới khét lẹt luôn, vẫn nguyên xốp luôn nhá. Đấy. Lồng sau là đây, lồng sau là lồng xi vanh này, mới khét. Bao nhiêu năm người ta giữ này. Đây là mấy là những chiếc mà người ta không dùng, người ta đi để vào giữ ở để trong thùng xốp này. Mới khép luôn. Lồng mạ nhé các bác nhé. Bao nhiêu năm nhưng mà người ta không dùng, người ta mới để vào đây. Mới giữ đây. Đấy, trước này thì các bác có thể là làm quà biếu tặng gia đình, anh em, bạn bè, đồng nghiệp, người thân. Trước này thì kể cả là từ trong ra ngoài, động cơ máy móc dây dợ mới cứng cựa luôn. Cho các bác để các bác xem. Mới cứng luôn. Mới khét lẹt. Mới khét luôn các bạn. Ốp áp thân chân. Mới kính quang luôn. Từ chân đế nữa này. Các bác nhìn nhé, từ cái lún cao su
chưa động hề luôn, gần như là cái độ đẹp của nó đấy, đế điếc cả mới khét luôn. Các bác nhìn trông những chiếc quạt mà nó còn mới như thế này, nó thực sự luôn các bác, là cái sự yêu thích của những người mà đam mê về quạt cũng như người muốn chơi những chiếc quạt đẹp. Thì em nói thật là cũng chẳng ai không muốn cho mình sở hữu những chiếc quạt nó còn mới như vậy, chẳng ai không muốn cả. Cái độ mới mà đẹp mà sáng sủa mà led căng như thế này thì không ai không muốn sở hữu nó luôn. Màu cũng đẹp luôn nhé, màu cũng rất là đặc biệt mà màu đẹp. Đây là cái lúm lên xuống của chiếc quạt này. Đấy. 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 Đây là hãm mà lúm hãm này. Đúng hãm này. Đấy. Từ cái phần tiếp theo là tem tiếc này. Bao nhiêu năm rồi mà người ta vẫn giữ nguyên như thế này, vẫn còn tem sắc lét luôn. Mà thân thì không có bị vết tì vết nào vào. Chứng tỏ là cái thời gian người ta không sử dụng, người ta để trong thùng xốp nó không ảnh hưởng gì. Dây này, các bác nhìn cái dây nguồn của nó này vẫn trắng tinh. Trắng tinh luôn. Đấy, dây nguồn đây. Trắng tinh luôn nhá. Đời đời cỏ trắng. Không hiểu sao họ giữ tốt như thế, không biết. Dây rất dài luôn, trắng lõn luôn, từ trong ra ngoài luôn. Đấy. Các bác thấy là những chiếc quạt như này thì có đáng để sưu tầm. Tất nhiên là nó tiền là cái đấy thôi, vì cái độ đẹp, độ mới của nó thì ngất gây luôn. Cho là cổ kiếp bầu mới khét lẹt luôn, đúng là đúng là tiền nào thì của đấy thôi. Đồng hồ mới khét lẹt, đồng hồ phím số tất cả các thứ là ok hết chứ. Phím số thì nó là hệ bọc, nó là bọc dạng như bọc nhôm sáng, nó giống cả bọc lốc ấy. Mặt nhôm này lẹt như xô ly luôn, không thể chê nó được. Đúng là tiền nào của đấy, độ mới. Và cái đời này máy móc của nó mới khét luôn đấy. Đấy, em sẽ lắp lên để cho các bác xem nhé. Lắp lên để các bác xem. Nói chung là quan trọng nhất là người ta không sử dụng đấy. Người ta không sử dụng mà người ta để đấy, người ta mới giữ được để cho đến bây giờ đấy, giữ được còn cả thùng xốp luôn. Thì các bác phải biết rồi, những chiếc quạt đẹp như này đấy, đời này thì nó là giống đời cùng với ra đời mấy chiếc những cái dòng la bộ đội các bác nhé, nó cùng ra đời cùng với nhau đấy. Các bác có thể là mới lắm, mới khét luôn. Mà đời cái cánh ốc nhôm thì nó là cánh sâu rút này, ốc nhôm này thì nó là cái dòng quạt VIP rồi, nên là mình phải nói gì thì nói như nó vẫn cứ là cái dòng rất là chất lượng. Gió của dòng này thì êm đét luôn. Đây, em sẽ test luôn, vì là những chiếc như thế này thì bản chất nó về thì em nói luôn là em còn chưa test đâu, chưa thử đâu. Vì là những chiếc quạt thì thông thường là từ bên Nhật về thì ít, nói chung là cái tỷ lệ mà không chạy là nó cũng rất là ít các bác nhé. Nó không hoạt động là rất là ít. Ôi. Gió. Đấy. Gió rất là ok. Đấy, các bác thì hình dung là bao nhiêu năm người ta để như thế, người ta có ấy đâu. Người ta có
cần gì phải ấy đâu, quạt là nó phải hoạt động các bác nhé, quạt nó phải chạy. Dòng này thì nó có số số 1 của nó thì nó là nó số ngủ, có số số ngủ. Đấy. Những cái dòng này thì về mình thì chỉ việc thêm cái dầu mỡ vào thế là ok thôi. Cái số ngủ của nó thì êm quá nên là nhiều khi là các bác cũng quên mất, không nghĩ là cái quạt nó vẫn đang hoạt động. Đấy, số 1 của nó ấy. Cái dòng này nó là số 1 của nó là đúng là hệ số ngủ rồi. Nó êm dã man luôn. Gần như không biết là quạt có chạy không ấy. Đấy. Đấy. Còn số to của nó thì gió vẫn chất lượng như là bình thường. Đấy. Khác biệt luôn. Rất là ok luôn nhá các bác nhá. Test cho các bác là đấy là chức năng hoạt động nó là hoàn hảo luôn. Hoàn hảo luôn nha các bác nhá. Mới khét lẹt luôn. Có không bác nào chẳng muốn là sở hữu nó. Với những chiếc như thế này thì các bác có thể là nhân dịp cuối năm các bác có nhu cầu làm quà biếu tặng cho anh em bạn bè đồng nghiệp người thân thì các bác chủ động nhấc máy nhé, vì giá tiền cũng rất là hợp lý rồi, và quạt thì quạt đẹp, giá tiền hợp lý, cánh 30. Đấy, chiếc này là mã của nó là 176 có nhé, em cũng cho mã và giá luôn để các bác cũng không phải hỏi nữa. Mã số là 176 và có giá là 4.500.000 đồng. Bác nào mà thật sự quan tâm thì alo cho em nhé. Đấy, giá là 4.500.000 đồng. Tất cả các dòng sản phẩm mà trên cửa hàng em, các bác có nhu cầu chuyển điện 220 thì các bác sẽ cộng thêm 100k, cũng như là chuyển khoản hết thì em sẽ bao ship. Còn các bác cọc thì là các bác chịu tiền ship. Đấy là các bác có nhu cầu thì các bác liên hệ số điện thoại kèm số Zalo của em. Một lần nữa thì em xin hẹn các bác ở video clip sau.